Dạ bà ba ở Lấy Thiêu, nổi tiếng ở Lấy Thiêu còn thì ở đó là bên ngoài cái chỗ mà y cái nó gắn đèn đèn đẹp ghê mấy cái cầu phải không? Cầu rồi đầu tư dữ ba Lấy Thiêu rồi tư dữ rồi năm nào cũng vậy hết á, tại mới xuống chứ ta năm nào vẫn lên. Nhìn cũng rất là giá cũng rất ok các bạn. Ủa nào chị? Cái này ba là cái nào? Ba cái này nè. Cái đó thập cẩm nè. Chị hái. Ok. Rồi quất. Quên đi một cái cửa phòng heo. Thì thôi tao nãy hết pin luôn á. Hết pin luôn hả? Ừ, hết pin luôn rồi. Tao đi làm gì hết pin rồi. Tao suốt nữa. Tao đi công tác không? Ở đi công tác đâu? Thành Phước là ở đâu? Đúng rồi. Dạ. Cao lầu á hả? Cái đó là cao lầu hả? Thôi giống giống bún chả vậy. Bánh mì đi. Có tí kèm. Nè, kè tí cây kèm có kèm quá nè, lớn luôn nè. Nước sữa. Mít. Nhãn. Cái gì vậy? Học lụ này học lụ làm, mình tự làm. Rồi nói chung là nhiều hú sầu riêng rồi có cái gì quên rồi hút nước rồi không phải hút nước của nó không phải hút nước hạt đác hạt đác bữa nay 17.000 à đâu có 22.000 26 xăm xa rồi nữa nè tiền ngon nè hạt đác nè hai cái mì ủa này đâu có nước tạm giờ đâu có nước tạm không không có cái độ hả không là tắt tâm nhiễm ừ mà nhiều quốc ăn bánh mì chứ để dành tăng nữa đi hơi bị cay.